Mấy anh em mình xin kính chào quá chị bạn. Xin chào. Xin chào. Trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay theo lời yêu cầu bữa hổm hai anh em ba anh em ăn rồi thách đối với nhau là ăn heo quay 1/2 với lại ba tụi cháu nó. Bây giờ anh em thì yêu cầu mình đó là một người 1,5 kg nhưng mà mình thấy nhiều quá cho anh em ăn không hết. Tại thịt heo quay rồi nó quay xong rồi nó khô lại nó rất là nhẹ. 1 kg là rất là nhiều rồi, 1,5 kg là nhiều lắm. Ai, căng thử cho anh ta, bỏ lên căng thử mà. Rồi. 1,4 kg trừ ra còn 1,2 kg anh, bỏ lên anh đi. Rồi đúng không, bằng nhau luôn. Để thế này, đó. Đây trước anh ta, em lấy hình này cho nó đẹp cái. Thế này bây giờ anh ba chấp 2 người phải không? Dạ. 2 người nhưng mà thấy bây giờ là thế này, 2 người thì một miệng ăn với 2 miệng thì mình nghĩ không kịp đâu. Anh Huy với Thành tập chấp lên anh ba 2 phút đi. Dạ. Chờ được phải không? Chờ. Ok. Chờ. Anh ba có quyền ăn trước 2 phút anh ba. Rồi. Ăn trước 2 phút xong rồi anh Huy với Thành mới ăn. Mới có quyền ăn phải không? Rồi. Rồi. Sơn cũng đại diện ba anh em mà cũng mời cô bác chị và người dùng cháu theo quay với lại ba anh em của mình. Xin mời. Đây, đây. Chưa. Ăn hết. Chưa. Có đồng hồ không? 2 phút à. 2 phút. Không có mà ăn dài kìa, nhiêu phút. Không, thì ăn hết trước là thắng à. Vậy. 2 phút chuẩn bị em ha. Ghê rồi. Bắt đầu, 2 phút. 2 phút làm hết 4 cục xong. Đủ ha. Cầm mi rồi sẵn. 2 phút mà để ăn thôi, nhưng mà từng nào mà cứ siết anh ba. 1 kg 2 heo quay này thì không ăn thua với anh ba rồi, nhưng mà quan trọng là 1 miệng ăn với 2 miệng nè. Kéo đồng hồ xích vô mà anh nó tí xíu tung sát vô cái dĩa luôn. Đúng rồi. Một cục đó là hơn 200 gram á. Đâu thì mình phải lỡ đúng không? Mình chấp nhận mà lỡ có thua cũng chơi. Anh ba cái này ba gọi heo quay cái này thịt nạc nhiều. Vậy. Cũng ăn cũng chậm lắm chứ không có lẹ đâu. Em thấy nó dễ rõ ràng. Cầm. Hứng ở dưới rõ ràng luôn. Cầm lên hứng. Cái này nuốt lẹ cũng không được. Đây, hôm nay anh ba chấp Huy với Thành 2 miệng nhưng mà ngược lại là anh ba ăn trước 2 phút. Chuẩn bị nha, khi nào mà 5 giây đếm ngược. Ừ, đếm là xong. Chuẩn bị nghe. Tới 55 cái đếm là 5, 4, 3, 2, 1 là ban. Rồi, đếm là chuẩn bị sẵn đây chấm vậy chấm. Đó. Chưa nghe. Chưa đâu anh hai còn chưa nghe, ơi. chưa nghe. 50 là mình 123 rồi đó. Dạ, 45 đâu. Chưa đâu. Chưa đây, chưa sẵn, chưa vậy. Được, không kể bao mình nghe lại chân rồi. Chưa đâu. Chưa điểm mà. Đếm đi chung. 5, 4, 3, 2, 1, bên. Không thành ăn nha. Không sao, có mấy giây không sao. Bấm đứng đồng hồ luôn đi luôn. Chắc 2 phút rồi. Anh ba 2 phút anh ba ăn hết 1,5 cục. Wow. Hai anh em ăn kịp anh ba không? Cái này nuốt cũng căng lắm á. Tại vì heo quay thịt nạc nhiều. Chứ không phải như thịt mỡ mình có thể mình nuốt lẹ được. Này thay vì uống nước, cái này mình lấy cháo húp nó cũng đỡ khô chút. Bẩn hai tay kia bỏ 2 cục bự cái thấy muốn hết rồi. Ừ, cục có khoảng 300 gram luôn em, 200 mấy 300 gram, có 5 cục rồi.
hay quá bôi, nạt nhiều quá bôi. Quá trời nạt. Muốn lẹ cũng không lẹ được. Cái này thịt nạc nhiều là con móc hơi bị khó. Cái đội hình bên đây cũng khó theo thôi. Gấp không được đâu, nạc nhiều. Húp cháo kèm vô. Cháu mình chỉ lấy huyết thôi mà, không lấy thịt. Yếu yếu là ăn nửa ký heo quay là dựng đứng rồi, còn 3,5 kg là bình thường. Nãy ăn ký 2. Chà, người cũng lẹ vậy. Hết cầu hắn đi. Một con chấm cháo luôn à. Heo quay chấm cháo luôn. Cho kịp. Bôi bôi. Heo chấm từ xưa, chấm cháo. Heo quay chấm cháo. Hay quá Hà Nội. Móc ra chợ một cái màn căng ngang nha mọi người. Không cho nó thủ quá nha. Ừ. Nghĩ là nằm bà ơi. Đâu à, anh ăn hết thịt thì xong cái chạp tới cái giò em à. Ừ, bình thường thôi, nhà có màn mà. Kéo ngang thì được. Hay quá bôi. Hai tay bên đây ôm cục này cũng lâu lắm ạ. Nhất là bằng thành nguyên cục nạc. À, Thành nói với mình là hình ở chua quay lếp á, mua heo quay là chừng 200 g mà hai chồng ăn đủ bữa ăn rồi. Giờ ăn ký. Không mà sớm có nghe hai anh Thành với anh Huy bàn chiến thuật này. Dạ. Một người ăn mỡ, một người ăn thịt nạc. Dạ rồi. Bàn để thắng mà móc. Bàn lúc đó thôi, giờ này. Hay quá bơi. Chưa chắc là ai thắng ai nha. Anh ba anh cũng còn cục á. Quá trắng giòn được. Gấp gấp rồi. Người chồng cháu luôn, chồng cháu luôn. Gấp vô, gấp vô. Hay quá. Mọi người chấm khác nhau. Quá hay. Ngang luôn á. Chắc chỗ này là ngang nhau luôn á. Lẹ mới kịp anh Huy. Anh ba hay quá anh ơi. Thành kìa. Hết cháo chịu qua nước luôn. Quá quá. Chơi nước vô luôn.
phải móc à. Không phải là không khó mà móc được. Đó. Cái này ngang cơ rồi đó. Nhìn nhìn. Đó. Anh ba, à đó, anh ba gần thua đó. Lỡ cho hai tay nghe ham. Kiểu này mình nghĩ anh ba không không chấp là anh ba 2 phút anh ba cũng kịp. Hay quá bơi. Hai bạn ở đây còn còn hai cục mini. Anh ba là hôm nay bị khó là thịt nạc. Hay quay thịt nạc nhiều nhưng mà anh ba cũng gắt lẹ. Ngang cơ. Cố lên anh Huy ơi, cố lên Thành ơi. Mười cục nữa. Bó bó còn nửa cục. Thế nhỏ nhỏ dễ ăn ha ba. Đừng ăn giống như chị Trâm một miệng thịt nạc nuốt được nha. Hay quá, hay quá. Rồi. Siết thịt nạc. Ừ. Chừng nào alo mới thắng nha. Sao chắc là đá động quá. Thì quá anh ơi. Cái rau trên dĩa đó có ăn hết luôn không? Rau á, không có ăn thôi. Thích ăn, ăn cũng thích ăn thôi. Còn, bỏ còn cục nữa. Còn cục nữa. Dì tráng miệng ha. Chừng nào alo à, Ben á. À, bỏ còn miệng. Anh Huy còn cục, Thành còn cục. Đường về góc đá. Đường về góc đá. Hết giờ. Chúc các bạn ăn ngon miệng. Sao Thành với anh Huy? Sắp 2 phút không kịp rồi, bị 2 phút anh ba hết cục rồi. Hay quá, hay quá, không kịp ha. Vậy là khoảng chuyến sau là coi như là đấu đồng luôn không? Đấu đồng. Đấu đồng. 2 phút vẫn nuốt gần 2 cục rồi. Dạ. Anh ba. Cái đi. Cái okay. Rồi ok. Cho người sĩ ra. Uống một phê. Đây. Cảm ơn. Chúc các bạn lại ăn còn 2 cục ăn hết đi. Ừ. Bây giờ là anh ba cái kèo này anh thấy chân sau mà anh chấp hai người này không chấp giờ lại được không anh ba? Chứ rảnh rảnh chắc làm luôn à. Làm luôn phải không? Ừ. Anh Huy với Thành đấu không? Đấu chứ bị còn nhiêu đây 2 phút. 2 phút là xong rồi. Phút là lắm rồi. Dạ rồi ok. Vậy nhưng mà chuyến sau không không có hay quay, mình lựa cái món khác. Chuyến sau thì ta theo luộc. Không, chuyến sau ăn một người ăn ngang chết. Điểm á. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn của bác chị bạn. À, suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chờ là bye bye.